xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam Định, một vùng quê bình dị nên thơ. Đây đất quê Thanh Bình nghỉ mà ngọt say lập những chiến đi công chạm y bơm mi mi tô ghi dấu bao tháng năm kháng nghị chiến anh y hùng y y mẹ thượng am bình an châu quảng nạp mì ơi hòa cụ đông mỹ anh đông anh trung hưng những tên làng đẹp những mùa vàng đường làng rộn rã mùa vui đình chùa đôi quan y ngời sáng di tích quốc gia dạng y dỡ y tự y hào Yên Khang đó sáng ngời trang sử vàng truyền thông xã có 26 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm liệt sĩ và người có công với cách mạng. Lịch sử quê hương vẫn luôn tỏa ràng để quê mình bước tiếp chặng đường vui. Đổi mới hôm nay Yên Khang mình ngày thêm giàu đẹp. Không còn tiếng máy vang giòn ruộng đồng vội vụ thấm mê canh một màu y xanh y tươi sáng khói niềm yêu trong ánh mắt mi nụ y cười dắt tay em thắp hương đèn thờ cụ Trần Nhân Chữ ơi lắng nghe chuông nhà thờ tốt đạo đẹp đời đường giáo hòa vui người quê ý ta chung sức hòa chung tiếng nỉ hát ni kết ni đoàn ta nắm tay nhau
đi trên đường nông thôn mới. Thấy niềm vui, thấy niềm vui dâng tràn trong xóm ngoài làng, loa truyền tiếng hát vang xa. Trời yên ý khang, hoa nở thắm bời quê hương, đất ý ấm ý tình ý người.